À, vâng thưa quý vị có thể nói là tình hình mưa lớn ở miền Trung lúc này là thông tin về thời tiết đang được quan tâm nhất và chúng tôi xin được mời những thông tin cập nhật từ biên tập viên thời tiết thương liên. Vâng Sơn Lâm và thưa quý vị khán giả, những điểm mưa lớn nhất miền Trung thì lúc này vẫn đang chút xuống. Ngay trưa nay thì vùng có mưa lớn tương ứng với màu xanh vàng này vẫn đang bao phủ khắp từ Thừa Thiên Huế xuống đến Quảng Ngãi và một phần của Con Tum. Tầm mưa lớn dự báo sẽ không dịch chuyển trong 2 đến 3 ngày tới. Lượng mưa từ nay đến ngày 17 tháng 10 tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam là 250 đến 450 mm và có nơi trên 800 mm. Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Bình Định thì từ 150 đến 250 mm và có nơi trên 400 mm. Với diễn biến mưa lớn như vậy, trong 3 đến 4 ngày tới các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam có thể có lũ cao từ báo động 2 đến báo động 3. Các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi lên báo động 1 đến báo động 2 và có nơi trên báo động 2. Mưa lớn kết hợp lũ lên sẽ tiếp tục gây ngập úng các vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến cho sạt lở đất và lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những huyện có màu tím ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh là có mức cảnh báo cao nhất. Các khu vực còn lại ở mức trung bình đến cao. Còn về thời tiết tại thủ đô Hà Nội, dự báo chiều nay trời tiếp tục mát mẻ, nhiệt độ cao nhất là 30 độ, đôi lúc hửng nắng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối nay có mưa rông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to trong cơn rông đề phòng gió giật mạnh và lốc xét. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục với các tin tức khác của chuyển động 24 giờ.